cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tháng 9 năm 2024 là tháng có hiệu lực của các chính sách có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của người dân, trong đó có thể kể đến lĩnh vực thuế, viễn thông hoặc cán bộ công chức viên chức. Một số thông tin của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế được Bộ Tài chính bãi bỏ tại thông tư 52/2024 TB-BTC có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9 năm 2024. Cụ thể, các thông tư về lĩnh vực thuế bị bãi bỏ toàn bộ gồm: 1. Thông tư 181/2009 TT-BTC hướng dẫn thực hiện quyết định số 96/2009 QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số cơ chế chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê. 2. Thông tư 11/2010 TT-BTC hướng dẫn nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế. 3. Thông tư 151/2010 TT-BTC hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước với quỹ phát triển đất. 4. Thông tư 176/2010 TT-BTC hướng dẫn doanh nghiệp trích trước vào chi phí xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo nguồn hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. 5. Thông tư 104/2011 TT-BTC sửa đổi bổ sung quy định hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. 6. Thông tư 30/2013 TT-BTC hướng dẫn hoàn lại tiền thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông làm bao bì, đóng gói sẵn hàng hóa. 7. Thông tư 141/2013 TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2013 NDCP quy định chi tiết thi hành một số điều luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng. 8. Thông tư 187/2013 TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 204/2013 NDCP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số giải pháp thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013-2014. Tháng 9 năm 2024, tắt sóng 2G, khai tử điện thoại cục gạch. Đây là lộ trình dừng công nghệ di động 2G được Bộ Thông tin và Truyền thông nêu tại thông tư số 03/2024 và thông tư số 04/2024. Cụ thể, tại điều khoản chuyển tiếp của hai thông tư trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra quy định tắt sóng 2G hay chính là hệ thống thông tin di động tiêu chuẩn GSM như sau. Từ ngày 16 tháng 9 năm 2024, hệ thống 2G sẽ dừng cung cấp dịch vụ cho các thiết bị điện thoại sử dụng sóng 2G only, trừ mục đích truyền, nhận dữ liệu giữa các thiết bị M2M, 3 hoặc tại quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà Giàn, JK. Sau ngày 16 tháng 9 năm 2024 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026 sẽ ngừng hệ thống 2G trừ ở khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Nhà Giàn, JK. Từ ngày 2 tháng 9 năm 2024, hộ gia đình được vay đến 25 triệu đồng công trình nước sạch. Nội dung này được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 10/2024 QĐ-TTg về tín dụng thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Theo đó, đối tượng được vay vốn là hộ gia đình cư trú tại vùng nông thôn, nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Và điều kiện vay vốn là đối tượng này phải cư trú tại địa phương thuộc vùng nông thôn chưa có công trình cấp nước vệ sinh hộ gia đình hoặc có nhưng bị hư hỏng và cần xây mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa. Mức cho vay tối đa là 25 triệu đồng trên một loại công trình trên một khách hàng trong thời hạn vay tối đa là 5 năm, tức là 60 tháng với lãi suất như sau: lãi suất cho vay 9% trên năm, lãi suất quá hạn 130% lãi suất cho vay. Quyết định 10/2024 QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9 năm 2024. Theo khoản 2 điều 3 thông tư 11/2024 TT-BIT, Bộ Y tế quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 như sau: đáp ứng tiêu chuẩn chung, được người đứng đầu cử đi dự xét thăng hạng viên chức, đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo bồi dưỡng, tiêu chuẩn năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có vị trí việc làm còn thiếu, tương ứng, hạng, chức danh được xét thăng hạng, có thêm một trong các tiêu chuẩn dưới đây, được cấp bằng chuyên khoa cấp 2, tiến sĩ chuyên ngành, phù hợp với chức năng dự xét thăng hạng, đạt danh hiệu thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua ở cấp bộ, cấp tỉnh trở lên, được khen thưởng huân chương lao động hạng 3 trở lên, chủ nhiệm ít nhất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ cấp cơ sở trở lên và phải được nghiệm thu từ mức đạt trở lên. Chủ nhiệm ít nhất một nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ cấp cơ sở trở lên, thành viên tham gia ít nhất một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh trở lên và đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên. Cụ thể, khoản 2 điều 1 Nghị định 83/2024 NĐ-CP quy định như sau: với các trường phổ thông có nhiều cấp học mà có từ 40 lớp trở lên thì được bố trí không quá 3 phó hiệu trưởng, với các trường còn lại thì số lượng hiệu phó tối đa là 2 người. Quy định này đã tăng số lượng hiệu phó của các trường phổ thông có nhiều cấp học từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 bởi điểm C, khoản 2 điều 6 Nghị định 120/2020 NĐ-CP trước đây chỉ quy định phó hiệu trưởng ở các trường là đơn vị sự nghiệp công lập không quá 2 người. Đây là nội dung được nêu tại Nghị định 06/2024 NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ, nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Cụ thể, Điều 6 Nghị định quy định chính sách hỗ trợ, phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi như sau. Mức hỗ trợ đầu tư không quá 50% tổng chi phí xây dựng, kho lạnh, bảo quản sản phẩm thịt gia súc gia cầm và không quá 3 tỷ đồng trên một kho lạnh. Hỗ trợ không quá 30% tổng chi phí về quảng bá thương hiệu sản phẩm, tối đa không quá 100 triệu đồng trên một dự án. Điều kiện hỗ trợ, việc phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi phù hợp, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các sản phẩm được phát triển thị trường có chuỗi liên kết giá trị từ chăn nuôi giết mổ, chế biến hoặc chăn nuôi giết mổ, chế biến tiêu thụ, có hóa đơn chứng từ liên quan đến các khoản chi phí. Nhiều nội dung liên quan đến tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được Chính phủ sửa đổi tại Nghị định 93/2024 NĐ-CP. Cụ thể, tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố tại Nghị định 93/2024 NĐ-CP từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 gồm của tổ chức cá nhân liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố, sở hữu, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, kiểm soát trực tiếp, gián tiếp, một phần, toàn bộ. Phát sinh từ tiền, tài sản thuộc quyền sở hữu, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, kiểm soát trực tiếp, gián tiếp, một phần, toàn bộ của tổ chức cá nhân thuộc danh sách liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. Thuộc sở hữu, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, kiểm soát trực tiếp, gián tiếp, một phần, toàn bộ của cá nhân, tổ chức, thay mặt tổ chức cá nhân liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố, chịu sự chi phối, sở hữu, kiểm soát, được ủy quyền, chỉ đạo của những đối tượng liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố. Của tổ chức cá nhân được sử dụng trái luật nhằm cung cấp hỗ trợ tổ chức cá nhân liên quan khủng bố, tài trợ khủng bố hoặc tiền, tài sản có được từ khủng bố, tài trợ khủng bố.